Cho ai hôm nay mẹ đi vắng, nghe nói nhà hai anh em chơi ngoan lắm đúng không? Thế giờ con nói cho mẹ nghe đi, thế con ở nhà con làm gì nào? Chơi bóng sao rồi làm gì nữa con? Lên võng nằm. Lên võng nằm ngủ à? Duyên bảo làm gì con? Đưa võng cho em ngủ à? Giỏi quá. Hai anh em nay chơi nhà ngoan như thế thì mẹ thưởng nha. Được rồi, ngồi xuống. Rồi, hai anh em hiểu chuyện lắm. Mẹ thưởng nha. Rồi, mẹ thưởng thịt gà khô. Ok. Rồi, chơi chơi. Nào. Rồi.